Vâng, chào các bạn. Ở trong clip này thì mình sẽ quay đây là chiếc máy Acer Predator Helios Neo 16 phiên bản mới nhất của năm 2024. Chiếc này thì mình sẽ ship code cho anh Duy Anh. Thì như anh Duy Anh có nhu cầu là nâng cấp RAM lên 32GB, thì ở trong vít này thì mình sẽ quay cho anh em cùng xem luôn là nội tạng bên trong sẽ như nào và RAM đang sử dụng là bao nhiêu thanh nhé. Thì ok, bây giờ mình sẽ nhờ bạn kỹ thuật vào đây quay cho mình nhé. Ok các bạn ạ, thì việc đầu tiên thì mình sẽ phải tháo hết tất cả các cái ốc xung quanh viền ra. Thì ở đây là 4 này, đằng kia sẽ là 3 này, và đây là 2. Tổng là 9 con ốc. Ở đâu, thêm một con nữa, đây là 10. Thêm một con 10 là 10. Và anh em chú ý là ốc ở đây sẽ là ốc sao nhé. Ốc sao, đấy, ốc sao 6 cạnh. Ốc sao 6 cạnh. Anh em sẽ tháo hết tất cả các cái con ốc ở xung quanh viền ra. Đấy. Việc tháo ốc thì rất là dễ thôi, nhưng mà khi mà anh em cậy xung quanh viền này, anh em chú ý nhé, nhớ dùng một cái vật nhựa cho đỡ xước máy. Đây, như ở đây mình sẽ dùng cái xẻng, bên mình hay gọi là một cái xẻng nhựa. Đấy, thiết bị này là chuyên để cậy. Ok. Đó. Bắt đầu tiếp theo là mình sẽ đi tìm các cái góc nào để mình có thể cho cái xẻng nhựa ấy vào cho dễ dàng nhất. Mình sẽ cậy ra để cho có kẽ hở, xong mình bắt đầu cho xẻng nhựa vào mình miết. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dùng xẻng nhựa này, mình sẽ miết để cho ở xung quanh viền này sẽ có các cái lẫy nhé, để cho bật các cái lẫy ra là được. Đây sẽ là nội thất ở bên trong của Predator 2024. Đây, nội thất bên trong mẫu mới nhất của bản 2024 rồi. Cực kỳ sáng đẹp. Đây là cục pin 9Wh. 9Wh này. Hai đây là khe lắp ổ này, một này, và đây cũng là một slot ổ trống, hai loa ở bên dưới này. Đấy. Đây. Ban đầu tiên thì khi nâng cấp RAM thì anh em nhớ rút các pin rồi nhá, rút các pin ra. Đấy. Cái lá quạt này sẽ là lá kim loại. Đấy. Lá sẽ là lá kim loại. Bây giờ mình sẽ tháo cái nắp tre RAM. Chỗ này sẽ có một con ốc nhé, anh em nhớ tháo con ốc này ra thì sẽ tháo được cái nắp tre này. Đó. Mặc định của máy Predator 2024 sẽ là 2 thanh 8 chạy song song anh em nhé. Đấy, chạy song song. Cũng như thế này nó sẽ có một cái ưu điểm là giúp cho anh em là khi mà mới mua máy về mà không cần nâng cấp RAM ấy, đấy, thì sẽ chạy được dual channel luôn. Đấy. Còn nó sẽ trở thành một cái nhược điểm cho anh em nào là nâng cấp RAM, tức là anh em sẽ phải bỏ 2 thanh RAM 8 này đi và mua 2 thanh 16 lắp vào. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ tháo 2 thanh 8 này ra. Đây sẽ là miếng thermal pad để tản nhiệt cho RAM này, và ở mặt này cái mặt nắp này cũng có một hai miếng thermal pad là để cũng tản nhiệt cho RAM. Và cũng là cách điện.
Để anh em xem. Mình đây. Cực kỳ đẹp. Đây anh em nhé, bên mình sẽ tiến hành lắp RAM và để nâng cấp RAM. Hai thanh 16GB chạy song song. Ok. Khi lắp vào anh em nhớ vít lại cái vít này nhá, xong rồi lắp cắm giắc pin, sẽ cắm giắc pin, cắm giắc pin xong thì anh em đậy lại là ok. Đậy lại và anh em bắt ốc lại. Và anh em đậy lại, chú ý là khi mà lắp vào đúng cái phần G của nó nhé. Thì bây giờ mình sẽ cùng check cấu hình RAM đã nhận chưa nhé. Đấy. Thì như chiếc này anh em sẽ thấy ở đây. Anh em sẽ thấy ở đây, đây là CPU của máy. Mình sẽ đi CPU trước. Con này sẽ có CPU là i9-14900HX nhé. Đúng phiên bản chip mà anh Duy Anh yêu cầu. Còn đây sẽ là RAM đây. Đây nhé. RAM của máy bây giờ lên tổng là 32GB rồi nhé. Đấy. Tổng là 32GB. Đấy, và bus là bus 5600MHz rồi nhé. Đấy, thế thôi. Thì đây sẽ là card đồ họa. Con này sẽ là card 4060 và card on. Và đặc biệt là đối với bản 2024 này thì sẽ được trang bị Wi-Fi. Thì như mình cũng có quay rồi. Đây sẽ là Wi-Fi Killer 6E AX1675i Wi-Fi mới nhất của năm 2024. Đấy. Ok. LED này thì mình có thể chỉnh được LED nhé, đổi được màu LED này và đổi được màu LED của logo luôn. Đấy, LED này thì mình đang tắt ở trong Creator Sense. Đấy, thì mình có thể bật được LED này lên và đổi màu các kiểu luôn, cực kỳ đẹp. Ok anh nhé, thì bên em sẽ tiến hành bắt ốc lại máy và tiến hành cài đặt một số phần mềm mà anh Duy Anh yêu cầu. Và tiếp theo là Trung Trần sẽ đóng ship Viettel Post gửi đến tận nhà anh Duy Anh ở Đà Lạt, Lâm Đồng anh nhé. Ok anh.